ngày 3 tháng 11, tại Ủy ban nhân dân xã Bảo Cường, Ủy ban nhân dân huyện Định Hóa đã tổ chức hội nghị công bố chủ trương đầu tư triển khai nâng cấp đường giao thông liên xã Bảo Cường, Đồng Thịnh, Định Biên. Dự hội nghị có đồng chí Phạm Quang Sáng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, lãnh đạo một số phòng ban chuyên môn của huyện, lãnh đạo xã Bảo Cường cùng đại diện các hộ dân trong khu vực dự án đi qua. Dự án xây dựng tuyến đường liên xã Bảo Cường, Đồng Thịnh, Định Biên được thiết kế đạt tiêu chuẩn kỹ thuật đường giao thông nông thôn, vận tốc thiết kế là 20 km/h, chiều rộng của nền đường là 6m, chiều rộng mặt đường 4m, lề đường 2m, tổng chiều dài gần 7 km. Trong đó tuyến chính dài trên 6 km, tuyến nhánh dài trên 700 m. Tổng mức đầu tư toàn tuyến là gần 40 tỷ đồng. Tại hội nghị, Ủy ban dân huyện đã thông qua quyết định phê duyệt đầu tư xây dựng công trình, dự thảo kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm thực hiện công tác giải phóng mặt bằng của dự án. Tuyến đường liên xã Bảo Cường, Đồng Thịnh, Định Biên sau khi hoàn thành sẽ tạo thuận lợi cho việc đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân, góp phần nâng cao tiêu chí về giao thông trong xây dựng nông thôn mới và góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương.